Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo bài số 56, anh xin hướng dẫn các bạn check quy hoạch đối với trường hợp khách hàng cho sổ cũ và chúng ta không tìm ra được vị trí. Nhờ các bạn share vị trí trên Zalo và trên Zalo để chúng ta tìm được cái thửa đất. Việc đầu tiên, chúng ta đọc thông tin khách hàng gửi như các bạn. Đây, tờ bản đồ số 21 này, thửa 327. Rồi, sổ này cấp năm 2008. Rồi, kế cận thửa 186, 326, 207. Đó, đường 5m nha các bạn, lưu ý nha. Rồi, bây giờ chúng ta tìm tờ 21. Chúng ta tìm cái thửa là 207 nha. Tờ 21. Rồi, tìm thửa 207 nha. 207. Rồi, chỗ này không đúng rồi nè các bạn, thấy không? Đó. Tại rồi, thửa khác khác đi. 207. Rồi, 186. 186. Không có. 207 này nó nằm tốt quá rồi, mong nó. Rồi, cái thửa nó kéo xuống không đúng rồi các bạn. Rồi, sau khi chúng ta tìm cái thửa không không ra, tìm cái nữa thử gốc này, 327. Đây là số cũ nha các bạn. Rồi, chúng ta tìm cái 327 nha. 327 nha. Rồi, tìm 327 cũng không ra luôn nha. Rồi, sau khi tìm không ra rồi, chúng ta nhờ khách phải share vị trí. Đó, share vị trí lên. Rồi, ta tìm vị trí đây, mở lên đây. Rồi, đó. Ở đây cũng không có xác định cho mình vị trí gì nha bạn, này không? Đó, không có này không? Đó, cũng không xác định được vị trí gì luôn. Đó, ta chỉ biết phân mảng đây rồi. Rồi, chúng ta dùng cái tọa độ này nè. Ta chuyển sang VN 2000. Đó, tọa độ nè. Ta chuyển sang VN 2000, coi xem nó đâu. Rồi, chúng ta mở cái tờ 21 nha. Rồi, chúng ta cho cái vị trí nó to lên, màu nó màu vàng đi, giữ đỏ. Rồi, cho là hit thì bạn các bạn, chúng ta dán vô, tại chúng ta đã copy rồi. Rồi, đây, vị trí nằm đây nè, thấy không? Cái sổ nó của mình là tờ 21 nằm đây, nhưng mà cái vị trí thực tế nằm đây. À, thì đó chứng tỏ là chúng ta tìm không đưa ra được cái tờ này rồi. Chúng ta tắt cái tờ này đi nha. Rồi, thả xuống, mở cái đầu quạch lên các bạn. Rồi, mở đầu quạch đi nha, cho nó vị trí nó to lên này, màu nó màu vàng đi nha. Rồi, ta tìm vị trí nè. Ra luôn. Đây. Đó, các bạn thấy vị trí đây không? Đó. Sai lần nha bạn. Rồi. Tham mình xuống. Lấy bắt đầu quy hoạch lên nha các bạn. Đó là Dương Minh Châu. Thế bắt đầu gốc nữa. Mình nãy là Dương Minh Châu. Rồi rất là Dương Minh Châu các bạn. Rồi. Đây. Hãy tham mở bắt đầu hoạch gốc luôn nha, chưa nắng gì hết á. Rồi, chúng ta tìm ra cái vị trí nè, nó cho cái này nó to lên để chúng ta tìm vị trí thử nha. Rồi, chúng ta đây phải không? Rồi, chúng ta nhập cái vị trí này lên. Rồi, dán vô. Đó. Đây. Đó. Khóc bớt rồi, khóc bớt rồi. Rồi. Đó. Thấy không? Cho nó màu đỏ đi, cho nó đậm nè. Rồi lên đây. Lên cũng nhìn không rõ. Đó, vào đó. Đó, vị trí nằm đây nè. Rồi, khi biết được vị trí trên đây rồi, chúng ta up bản đồ địa chính lên nha các bạn. Up lên coi nó thuộc tầng nào nha các bạn. Rồi, để up bản đồ chính lên chứ. D hoạch
Cho nên rồi chúng ta tìm góc độ chính là Dương Minh Châu Bến Củi nha. Rồi đi lại, chúng ta cho 30, 31 và 2 lần. Cho này không không đi, nên dễ tìm. Rồi nó chúng ta nhìn ở đây, đây nha, tổng đồ này, tổng đồ này 30 chế xuống đây, qua đây đây, rồi ở đây chéo qua đây, đây ta chéo đây thì đây là 31. À, rồi chúng ta xác định hết 31 đi. À, không được rồi. Rồi, chúng ta xác định nó là 31 rồi nè, thử 31 nè. Đó, cao 31, thử 126 nè. Đó, thấy không? Đó. Theo cái bản đồ mới á, thì nó là tờ 31 thử 126. Các bạn nè. Đó. Thì chúng ta chơi thì vẽ lại nữa nè. Đó. 4 đi. Rồi, đó. Thấy không? Do đó khi mà chúng ta cho, khi chúng ta mà tìm một cái thửa mà đâu có trường hợp là cái thửa đó nó thuộc tờ cũ thì chúng ta phải mượn cái tọa độ, chúng ta up lên bản đồ địa chính và bản đồ quy hoạch để chúng ta xác định được cái vị trí thửa đất đó. Sau khi xác định vị trí thửa đất rồi, đặt hình bản đồ chính lên, chúng ta biết nó thuộc tờ số mấy. Rồi hình dạng thửa đó coi giống như nhận thửa các bạn nè. Nó hình dạng thửa nè. Đây. Ngang qua đây. Lúc chéo xuống nè, con chéo xuống nè, vẽ qua lên nè, lên nè, lên nè, đó, các bạn thấy không? Đó. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là check có trường hợp chúng ta không tìm ra được tờ thửa, thứ hai là sổ đỏ là sổ cũ, rồi bây giờ chúng ta tìm theo cái sổ mới, theo cái tờ thửa mới thì nằm ở đâu? Nó nằm ở tờ là tờ 31 thửa 126, và trước đó thì nó được là tờ 21 thửa 327 nha. Ta lưu ý trường hợp cho kỹ nha. Rồi. Cho cái chết xong mới tạo ảnh cái bản đồ lên nha. Rồi đó up á, thì mình đã hay dùng tạo ảnh á, thì mình up bản đồ lên. Up lên thì sao mình biết được vị trí đó. Đó, cái này. À, khi mà up lên đó thì ta sẽ biết được vị trí. Có nhiều trường hợp đó là bên mình á, thì anh ấy nói là chết bên đối tác á, nó chỉ hiện nó không có cho biết được vị trí. Tức là đằng này nó đã kiểm tra bên đối tác kia rồi, không được, là nó mới qua bên mình. Thì qua mình là mình tìm ra được cái vị trí, cái thửa đất. Rồi tìm ra được nó thuộc tờ số mấy, thửa số mấy. Rồi sau đó đó nó yêu cầu mình thêm cái nữa các bạn. Đây. Là phải xuất tinh cầu cầu ớt cho nó nữa này. Mình xuất xong cái ớt này. Đó. Đó, để mở cho các bạn coi. Nó yêu cầu cao lắm. Việc đầu tiên là nó kêu mình up lên bản đồ chính. Đó, mình tìm được từ sổ cũ nó chỉ cho vị trí thôi, là mình biết được nó là thuộc tờ như đây. Thửa như đây, thửa 327 mà tờ nó tờ 31, thửa nó là thửa 26, cái bài thửa 327 nha. Rồi sau khi tìm được tờ thửa rồi, nó yêu cầu một cái nữa, đó là tìm vị trí trên cột cờ đây. Đó, chúng ta tìm được vị trí cột cờ đây này. Rồi hỏi theo đường này nè, chúng ta giải thích nào. Cái lai hồng là gì? Lai hồng là cái này là để đóng cái đường này thôi nha, đóng đường này rồi. Đó. À, sau khi chúng ta làm là chúng ta ấn lên up lên bản đồ hoạch này, nó up lên đồ hoạch thì chúng ta thấy đó. Rồi khách hàng yêu cầu là tổng thể cho anh coi là biểu vị trí này nằm theo bản đồ tổng thể là như vậy. Nói chung là khách này thì cũng hơi khó tính chút nhưng mà yêu cầu rất cao chứ các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe, rồi chúc các bạn thực hành thành công cái tìm quy hoạch, tìm thửa và đâu có trường hợp đó là chúng ta không xác định vị trí mà phải xác định theo tọa độ nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn thực hành.